Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt. Tập 24. Chương 231. Biết rằng họ chưa chết. 2. Sau đó, hắn xoay người rời khỏi phòng. Trừ Trần Âm ở bên ngoài chờ hắn đi ra. Thế nào? Cha nói như thế nào? Phó Yến Đình nắm tay nàng, chậm rãi cười nói, cha ta nói chuyện này do ta làm chủ. Trừ Trần Âm nhướng mày, vậy chàng tính toán như thế nào? Phó Yến Đình ôm nàng chậm rãi đi ra ngoài, tất nhiên chúng ta nên xây dựng thành phố nhỏ này trước, đợi thiên tai qua đi, rồi sẽ tuyển thêm nhiều quân. Những nụ xanh nhỏ mọc trên cây ngoài nhà, cắt trên mặt đất đã được dọn sạch để lộ ra những mảnh đá xanh. Trừ Trần Âm ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn của hắn, tâm trạng của nàng cũng nâng theo. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Lâm đại nhân, Trừ Trần Âm đi tới ruộng bông, ngoài ra còn có ruộng đất, nhân lúc tất cả mọi người không có ở đây, nàng đã tưới một chút linh tuyền thủy vào bên trong. Hạt bông vừa mới gieo xuống đã vô thức mọc ra mầm xanh nhỏ. Nàng lau mồ hôi, trở lại không gian, thấy trên tầng không gian thứ 12 xuất hiện một hàng chữ. Còn lại 100 ngày tầng không gian thứ 12 thăng cấp thành công. Còn 100 ngày, nàng yên lặng nhớ kỹ, trong lòng không quá vội vàng. Trước mắt xem ra, không gian hiện giờ đều đã đủ dùng, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là thời gian. Sau khi Lâm đại nhân đến, ngoại trừ làm quân sư bên cạnh Phó Yến Đình, hắn ta còn phụ trách dạy học cho bọn nhỏ. Liễu Triết Nhi và Phó Viễn chưa từng đi học, bọn họ đi theo 3-4 đứa trẻ 5-6 tuổi còn sống sót trong thành cùng Lâm đại nhân học chữ. Cháu gái Trương gia cũng tham gia rất vui vẻ, ngồi ở phía sau cùng nghe giảng. Trừ Trần Âm thỉnh thoảng đến đưa trái cây cho bọn họ ăn. Những ngày bình yên, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Trong huyện Húc Phong cách bọn họ 30 km, bởi vì bị đạo tặc cướp tiền tài cho nên vạn thừa tướng và hoàng đế, cuộc sống của họ càng ngày càng khổ sở. Vốn còn có thể ăn một chút cháo và uống ít nước, nhưng ngay cả vỏ cây đều không thể ăn được. Ngay khi hoàng đế và vạn thừa tướng đang vô cùng lo lắng, bọn họ lại nghe được thông tin từ trong miệng nạn dân đi ngang qua biết được nhà phó hầu gia không chết. Ngươi nói, một nhà phó hầu gia không chết. Hoàng đế cả kinh ngạc bật dậy từ trên ghế. Nạn dân cúi đầu, sợ hãi rụt đầu nói, dạ đúng, hoàng thượng, một nhà phó hầu gia chưa chết, ta nghe thôn dân huyện Mặc Dương nói, bọn họ thấy nhà phó hầu ra đi Mạc Bắc. Hoàng đế sửng sốt một lát, cười lạnh nói, phó hầu này, quả nhiên là một mãng phu chỉ biết hành quân đánh giặc. Hiện tại ở đây đang có nạn hạn hán, ông ta lại đi về phía Bắc, không phải là ông ta đang định đợi tới chết khát hay sao? Đang lúc ông ta đắc ý, nạn dân lại cúi đầu nói, hoàng thượng, thảo dân còn nghe nói nhà phó hầu ra này mang theo không ít nước. Hoàng đế cầm một cây quạt xách phẩy phẩy, vậy thì sao? Cho dù mang theo cả một tháp nước, đợi đến Mạc Bắc bọn họ cũng sẽ khát đến chết. Ông ta nói xong, nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh rồi phất phất tay, dẫn người này đi xuống. Vâng, hoàng thượng. Tiểu thái giám một tay kéo nạn dân ném ra cửa. Nạn dân vội vàng đứng lên nói, hoàng thượng, vừa rồi thảo dân đã nói cho ngài biết nhiều thông tin như vậy. Tại sao ngài? Hắn ta tưởng rằng mình đã tiết lộ hành tung của hầu gia, hoàng đế sẽ cho hắn ta một chút lương thực. Nhưng mà hắn ta lại không nghĩ tới, nhìn vị vua của một nước đang ở trước mắt còn tràn đầy ngạo khí như vậy, đã sớm không có lương thực. Chính ông ta cũng phải dựa vào số lương thực ít ỏi còn lại để sống qua ngày. Tiểu thái giám nghiêm mặt nói, hoàng thượng bảo ngươi cút, ngươi còn không mau cút. Chương 232, bí mật của quá khứ. Nạn dân thấy vậy thì nổi giận, nghiêm mặt nói, còn cái gì gọi là hoàng thượng hay không phải hoàng thượng chứ? Ngay cả ngụm nước cũng không có mà uống thì tính gì là hoàng thượng. Còn không bằng đi theo phó hầu ra, thảo dân nghe nói những người đi theo phó hầu đi tới Mạc Bắc, hiện tại đều đang được ăn ngon uống say. Hoàng đế vừa nghe, vội vàng kéo hắn ta trở về, cái gì ăn ngon uống say. Trên đường tới đây nạn dân biết được phó hầu ra mang theo một nhà già trẻ ở quân doanh ăn thịt nướng từ trong miệng những binh sĩ Mạc Bắc chạy trốn. Người lính này nói không cẩn thận, ban đầu cũng không có ý định nói ra, lúc này hoàng đế nhìn hắn ta, lại càng ghen tị nói thêm. Nghe nói phó hầu đang nướng thịt dê và thịt bò trên xiên sắt trong quân đội Mạc Bắc, mùi thơm kia,
ngoài 10 dặm đều ngửi được. Khi hắn ta nói điều đó, thì nuốt một ngụm nước. Đã ít nhất 10 ngày có thể là nửa tháng hoàng đế không được ăn thịt. Nghe nạn dân nói như vậy, ông ta vừa tức vừa thèm, nước miếng bất giác chảy ra ngoài. Tuy rằng vạn thừa tướng cũng thèm, nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiện giờ khắp nơi đều náo loạn, bọn họ lấy đâu ra thịt dê thịt bò. Nạn dân lắc đầu nói, không biết, chỉ nghe người huyện Mạc Dương nói, lúc bọn họ đi mang theo một xe ngựa, có lẽ bên trong đống đồ kia có rất nhiều thịt. Vẻ mặt của vạn thừa tướng lộ rõ vẻ khó tin, ta không tin, đồ trong xe ngựa đủ cho bọn họ ăn đến bây giờ, không chừng đó chỉ là lời đồn từ đâu tới mà thôi. Nạn dân không nói tiếp nữa, thấy không lấy được đồ gì thì hắn ta chuẩn bị rời đi. Lúc này hoàng đế không nguyện ý thả hắn ta đi, người đâu, nhốt hắn lại cho trẫm. Dám can đảm chống đối lại trẫm, không được chết tử tế. A, hoàng thượng, tha mạng. Nạn dân vội vàng quỳ xuống đất cầu cứu, nhưng đã muộn. Tuy rằng hoàng đế và vạn thừa tướng đã suy tàn, nhưng tính tình trước đây vẫn còn, ghét nhất là những người phạm thượng như này. Ngay từ đầu bọn họ nghe nói huyện Mạc Dương có nước, nên đã chuẩn bị mang theo số tiền tài còn lại của mình để tới huyện Mạc Dương, đáng tiếc còn chưa lên đường đã bị một đám sơn phỉ cướp mất. Không, không có bạc thì sẽ không mua được quân, đi tới huyện Mạc Dương, chỉ bị huyện lệnh đã phản loạn từ lâu bắt giữ. Cho nên bọn họ đã tính toán, chuẩn bị xuôi nam. 10 ngày trước, tam hoàng tử và tứ hoàng tử đã mang theo một phần lương thực và tiền tài đi xuống phía nam. Vốn dĩ bọn họ đang dò đường, nhưng sau khi rời đi, lại không có tin tức gì. Hoàng đế và vạn thừa tướng không chờ kịp, chuẩn bị mang theo người đuổi theo. Bây giờ ngay cả người và ngựa đều không có, muốn đi, còn không biết sẽ khởi hành như thế nào. Ngay khi hai người đang lo lắng nên làm thế nào cho phải, hoàng đế đột nhiên nói, chúng ta cũng đi Mạc Bắc. Hoàng thượng, hiện tại người muốn đi tới Mạc Bắc, không phải là tự tìm đường chết sao? Hoàng đế hăng hái hiên ngang nói, ai nói chúng ta tự tìm đường chết, chúng ta đi xem rốt cuộc Mạc Bắc có nguồn nước hay không, nếu có, chúng ta sẽ giết cả nhà phó hầu ra, vừa kịp báo thù rửa hận. Vạn thừa tướng không đồng ý, võ nghệ cả nhà phó hầu đều rất cao cường, chúng ta đơn thương độc mã, không thể giết được bọn họ. Hoàng đế trấn an ông ta nói, cho dù bọn họ có võ nghệ cao cường thì thế nào, bên cạnh chúng ta không phải còn có hai ám vệ sao? Ám vệ theo như lời ông ta nói là của tam hoàng tử và tứ hoàng tử để lại cho ông ta, để bảo vệ mạng nhỏ của hai người này. Nhưng mà gần đây bọn họ rất đói bụng, nếu có thể ăn no, thật sự có thể cạnh tranh cùng bọn người phó Yến Đình. Hoàng đế tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta không nhất định phải công khai đến, lén lút hạ điểm độc vào trong thịt của bọn họ, không phải bọn họ rất thích ăn thịt sao? Ăn xong bữa cơm này sẽ nhắm hai mắt quy lại Tây Thiên. Ông ta vừa dứt lời, trong mắt lộ ra một tia hiểm ác. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai, ta tích chữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, hai người trông rất giống nhau, 1. Nói đến đây, hoàng đế thống hận phó hầu gia như vậy, có thể coi như là một chuyện trong quá khứ. Năm đó vào thời điểm hoàng đế còn là hoàng tử và phó hầu gia vẫn đợi ở biên cảnh cũng không quen thuộc. Trong lòng Hoài gia tiểu thư lại ngưỡng mộ nhất kiến trung tình đối với phó hầu gia, sau vì đi tìm phó hầu gia nên đã đi biên cảnh. Biên giới xảy ra chiến tranh, Hoài gia tiểu thư sinh ra trong một gia đình quý tộc, một khi rời đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì thế hoàng đế đã ghi hận ở trong lòng, trách cứ phó hầu gia quá mức vô tình đối với Hoài gia tiểu thư, nếu không Hoài gia tiểu thư cũng sẽ không một đi không trở lại. Đợi sau khi ông ta làm hoàng đế, ông ta vẫn có kế hoạch như cũ muốn diệt cả nhà phó hầu gia. Nếu chỉ vì thành tích to lớn của mình, ông ta đã tùy tiện tìm cái cớ khiến cả nhà bọn họ lưu đày ở bên ngoài là được. Ông ta tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm như vậy, trực tiếp buộc tội phản quốc cho họ, muốn mạng cả nhà bọn họ. Bây giờ ông ta là một hoàng đế nghèo túng như vậy, ông ta không còn đại nguyện gì, chỉ cầu có thể giết phó hầu gia, báo thù cho nữ tử mà trong lòng ông ta ngưỡng mộ. Vạn thừa tướng sớm đã biết ông ta nghĩ như thế, cho nên mới cố ý châm ngòi ly gián, muốn diệt trừ phó hầu gia, chiếm lấy gia tài của ông ấy. Nhưng là vạn thừa tướng càng muốn quyền lợi và địa vị hơn, cho nên sát tâm cũng không nặng như hoàng đế. Cuối cùng vạn thừa tướng cũng không lay chuyển được hoàng đế, hai người quyết định mang theo ám vệ và thị vệ đi tới Mạc Bắc. Chuyến đi lần này, nếu là không tìm được phó hầu gia, bọn họ cũng không hề xuôi nam,
trực tiếp đi tới Sở Quốc tìm Sở Quốc mượn binh để chuẩn bị cho việc khôi phục đất nước trong tương lai. Trên đường bão cát lớn, đến ngay cả nửa bước cũng khó đi, bọn họ vừa đi đã trôi qua một tháng. Trong thành Tử An, mấy ngày nay Trừ Trần Âm đều chăm sóc ruộng tốt và bông vải của nàng, dưới sự gia trì của Linh Tuyền Thủy, lúa tốt hơn trở nên vàng óng ánh, chớp mắt đã thấy sắp đến thời điểm thu hoạch. Thấy thế, nàng cầm hạt giống trong không gian trồng củ cải, rau cải trắng trên mặt đất, sau đó thả hai con dê con ra nuôi. Để không làm cho những người khác nghi ngờ, nàng đã nói con dê nhỏ được tìm thấy trên ngọn đồi gần đó. Mọi người nghe xong chỉ than đúng là kỳ tích. Không nghĩ tới con dê nhỏ này có mệnh lớn như vậy. Phó Viễn và Liễu Diệp Nhi đã chăn dê từ khi còn nhỏ, bọn họ thấy hai con dê nhỏ này rất yêu quý, nên đã mang chúng nó theo bên người nuôi, mỗi ngày đào cỏ cho chúng nó ăn. Liễu đại gia nhìn thấy hai con dê con này, còn không quên xúc động nói, may mắn là dê con, nếu không phải dê con, sợ là chúng ta cũng không có nhiều rễ cỏ như vậy cho chúng nó ăn. Dê con ăn rễ cỏ, chúng nó có thể ăn hết một mảnh cỏ. Hiện tại thành Tử An còn đang khôi phục, bãi cỏ cũng không nhiều, nuôi cừu nhỏ là rất hợp lý. Phó phu nhân nhìn hai con dê nhỏ trong sân, quay đầu nói với nương của Thanh Nhi, Trần Âm và Yến Đình đến Mạc Bắc cũng đã mấy tháng rồi, sao còn chưa thấy? Nương của Thanh Nhi nhỏ giọng nói, còn không thấy có chuyện vui. Phó phu nhân gật đầu, đúng vậy, kỳ thật ta cũng không vội muốn ôm đại tôn tử, ta chỉ sợ hai bọn họ tình cảm bất hòa. Tình cảm bất hòa. Nương của Thanh Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ nói. Phó phu nhân nhìn bốn phía một chút, thấy không có ai mới tiếp tục nói, thuốc này chúng ta cũng đã cho Yến Đình uống qua. Thân thể của nó chắc hẳn là không thành vấn đề, tuy rằng trước kia Trần Âm ở Trừ gia đã chịu không ít cực khổ, nhưng hiện tại nhìn thân thể của con bé cũng không tệ. Thân thể hai người đều không thành vấn đề, nhưng đã lâu như vậy không có tin vui, chẳng lẽ là hai đứa này không nằm cùng giường với nhau sao? Chương 234, hai người trông rất giống nhau. 2. Hai người không biết Trừ Trần Âm và Phó Yến Đình vẫn đề phòng, cho nên mới suy đoán tình cảm của bọn họ không tốt. Nương của Thanh Nhi cau mày, cái này không thể được, tục ngữ nói gia hòa vạn sự hưng, nếu muốn gia hòa vạn sự hưng, trước hết phu thê phải đồng lòng. Đúng vậy, Phó phu nhân đáp, đột nhiên trên mặt bà ấy lại lộ vẻ buồn bã. Nương của Thanh Nhi suy nghĩ một chút nói, phu nhân, người đừng nóng vội, tôi có một biện pháp. Phó phu nhân vội vàng hỏi, biện pháp gì? Nương của Thanh Nhi chậm rãi cười nói, chúng ta trang điểm cho đại thiếu phu nhân. Lúc trước nương của Thanh Nhi chỉ là một vị nông phụ, đương nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp duyệt kỷ giả dung này. Nhưng mà điều bà ấy nói cũng rất có lý. Gần đây Trừ Trần Âm bận rộn làm ruộng trồng trọt, đúng là đã quên trang điểm. Đổi lại nếu là nam nhân bình thường, biện pháp này rất có hiệu quả. Nhưng mà Phó Yến Đình cũng không vì vậy mà sinh lòng ghét bỏ nàng, không những thế mà hoàn toàn ngược lại. Nếu hắn không bị phân tâm bởi chuyện trong thành, hắn ước gì mỗi ngày đều được vây quanh nương tử của mình, mỗi ngày cùng nhau làm ruộng. Tạm thời Phó phu nhân cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt cho nên đã nghe ý kiến nương của Thanh Nhi. Ban đêm, bà ấy thấy Trừ Trần Âm đã trở lại, lập tức bảo nàng vào trong phòng, nói muốn may quần áo mới cho nàng. Không gian chữ của Trừ Trần Âm rất nhiều xiêm y, nàng cũng không thiếu cái gì, nhưng cũng không muốn đánh vỡ lòng tốt của Phó phu nhân nên đã đáp ứng. Phó phu nhân suy nghĩ một chút, lấy ra vải vóc màu vàng nhạt, làm cho nàng một cái váy xếp nếp, sau đó lại thêm lụa trắng cùng vải vóc màu xanh biếc làm một kiện áo ngoài thêu bạc nhàn vân. Bộ y phục này đã làm suốt 3 ngày. Sau khi Phó phu nhân làm xong, lập tức đưa bộ xiêm y này cho Trừ Trần Âm để nàng thử một lần. Sau khi Trừ Trần Âm mặc xong, dung nhan vốn diễm lệ bây giờ lại trông rất vui tươi, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chú ý tới. Lúc này, đúng lúc Phó Hầu gia cũng tới, ông ấy thấy Trừ Trần Âm trong bộ xiêm y này, lộ ra vẻ kinh ngạc, bộ xiêm y này, tại sao lại trông quen mắt như vậy? Phó phu nhân nhìn cũng cảm thấy quen mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng nói, bộ xiêm y này trước kia ta làm cho Đình Nhi giống nhau như đúc. Trừ Trần Âm nghe được tên này, nghi ngờ nói, mẫu thân, Đình Nhi là ai? Phó phu nhân liếc mắt Phó Hầu gia trả lời, Đình Nhi, tên đầy đủ là Hoài Vũ Đình, trong quá khứ là hài tử duy nhất của tiền thừa tướng Hoài Đại Nhân. Trước kia, muốn gả cho phụ thân của con, nhưng cha của con lại rất vô tình với bà ấy. Phó Hầu gia khẽ ho khan vài tiếng, chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa. Phó phu nhân cũng không nói tiếp nữa, cười nói với Trừ Trần Âm, Trần Âm,
con ra bên ngoài đi, để ta xem một chút. Được, mẫu thân. Tay Chử Trần Âm xách xiêm y cười khanh khách đi ra ngoài. Dưới ánh nắng bên ngoài, những sợi bạc trên người cô tỏa sáng rực rỡ, khiến khuôn mặt tươi cười của cô trông đặc biệt xinh đẹp. Lúc này, Phó Yến Đình cũng tới, hắn đứng ở cửa viện, nhìn thấy ý cười trên vẻ mặt Chử Trần Âm, trên mặt hắn cũng bất chi bất giác hiện lên nụ cười. Đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người. Trong lúc Phó Phu Nhân thất thần, đột nhiên giật mình, hầu ra, chàng mau xem Trần Âm có phải dáng vẻ này có điểm tương đồng với Đình Nhi hay không. Phó hầu gia định thần nhìn lại, đâu chỉ là tương tự, liếc mắt một cái quả thực trông giống nhau như đúc. Tại sao có thể như vậy? Ông ấy lộ ra vẻ sợ hãi. Phó phu nhân chậm rãi nở nụ cười, có lẽ đây chính là duyên phận. Phó hầu gia cũng không nghĩ như vậy, lúc trước tất cả mọi người cho rằng Hoài Vũ Đình chết ở biên giới, thật ra là vì tránh né tiến cung mà Hoài Vũ Đình đã thoát xác. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai, ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, lúa chín rồi, 1. Nếu như bà ấy cũng có nữ nhi, chắc chắn cũng đã lớn như Chử Trần Âm rồi. Nhưng mẫu thân Chử Trần Âm không phải nha hoàn Chử ra sao? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình nào đó? Cùng lúc đó, Hoàng đế và vạn thừa tướng cưỡi lạc đà đi trên sa mạc, ông ta uống một ngụm nước, nhìn về phía trước, khi nào có thể đến Mạc Bắc. Vạn thừa tướng trấn an ông ta nói, sắp rồi. Rõ ràng bình thường chỉ cần 10 ngày, hiện tại bọn họ lại tốn một tháng, đúng lúc hoàng đế đang đói bụng choáng váng. Ngẩng đầu nhìn phía trước vô tình thấy một vị nữ tử mặc xanh xanh váy vàng, ông ta chỉ vào phía trước kinh hãi nói, thừa tướng, ngươi mau nhìn kìa, Đình Nhi. Vạn thừa tướng cũng ngẩn người một lúc, hoàng thượng, đây chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh cái gì? Hoàng đế trở mình nhảy xuống từ trên lưng lạc đà, đó là Đình Nhi, nàng chưa chết. Vạn thừa tướng cũng nhảy từ lạc đà xuống, nắm lấy ông ta nói, hoàng thượng, cái đấy là giả đó, là ảo ảnh, người bình tĩnh một chút. Hoàng đế vừa khát vừa đói, đổ người ngồi bệt xuống đất, đợi lúc hoàn hồn thì phát hiện cảnh tượng lúc nãy nhìn thấy đã biến mất. Ông ta xoa xoa mắt, kinh sợ nói, đây là chuyện gì? Sao lại không thấy nữa rồi? Vạn thừa tướng đỡ lấy ông ta đáp, hoàng thượng, đã nói lúc nãy là ảo ảnh, gió này thổi một cái là không còn ánh sáng, một chốc là biến mất thôi. Hoàng đế lúc này mới dần khôi phục lại. Hai người dìu đỡ nhau chuẩn bị quay lại, nhưng vừa xoay người thì bão cát lại đến. Tiểu thái giám đứng cạnh lạc đà cùng các ám vệ vội hướng về bọn họ hô hoán, thừa tướng, hoàng thượng, mau, mau quay lại. Bão cát tới rồi. Hoàng đế chậm chạp quay đầu nhìn sang bên đấy, chỉ trông thấy cuồng phong sau lưng cuốn đất cát thành một cụm, trông như cơn gió lốc. Hoàng thượng, tiểu thái giám sải bước chạy sang. Tuy nhiên, bọn họ vẫn muộn rồi, gió lốc đã kéo cuốn hoàng đế cùng vạn thừa tướng lên. Các ám vệ và thị vệ đứng bên cạnh mà lực bất tòng tâm. Tiểu thái giám quỳ dưới đất mà gào khóc, hoàng thượng à, sao người cứ như vậy mà đi rồi? Hoàng thượng. Hoàng đế nghe được tiếng khóc trong gió, muốn vẫy vùng, nhưng chưa được bao lâu đã ngất đi, đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, thì phát hiện bản thân đang nằm trong một vùng hoang mạc. Ông ta vội ngồi dậy nhìn bốn phía, xe ngựa, lạc đà, ám vệ, tất cả đều không trông thấy nữa, chỉ sót lại vạn thừa tướng còn chút hơi tàn giống mình. Ông ta vội vàng lôi vạn thừa tướng dậy, vạn đại nhân, ngươi mau nhìn xem, chúng ta đang ở đâu thế này. Vạn thừa tướng tỉnh dậy trong cơn mê man, nhập nhà nhập nhè mở mắt ra, trông thấy hoàng thượng nên mới mừng rỡ, tốt quá rồi, hoàng thượng, chúng ta chưa chết. Tay hoàng đế run rẩy chỉ xung quanh, nói, chưa chết cũng không sống thêm được bao lâu, xe ngựa của chúng ta, lạc đà của chúng ta, nước của chúng ta, thức ăn của chúng ta, ngươi nhìn xem, đều mất hết rồi. Vạn thừa tướng nhìn theo hướng tay ông ta chỉ, cả người ngây ngốc tại chỗ, sau đó ảo não đứng dậy, tìm kiếm bốn phía xung quanh, sao lại không thấy nữa. Hoàng đế khó khăn mà đứng dậy đáp, chúng ta bị gió lốc cuốn đi rồi. Vạn thừa tướng chỉ cảm thấy đầu mình đau buốt một trận, vừa lơ là một chút đã ngã nhào xuống. Hoàng đế cũng không sang đỡ ông ta, ngồi ngây ra trên mặt đất chờ chết. Vạn thừa tướng nằm trên mặt cát nóng gian, nhìn tia mặt trời chói chang, không động đậy. Chính vào lúc này, từ phía xa truyền đến âm thanh của chuông lục lạc. Hoàng đế lập tức đứng dậy, trông thấy trước mặt là một đoàn lạc đà. Ông ta liền vui vẻ nói, vạn đại nhân,
ngươi nhìn kìa, phía trước có người. Vạn đại nhân vội vã bò dậy từ dưới đất, trông thấy đoàn lạc đà thì vui mừng khôn xiết. Hai người nhanh chóng chạy sang phía đoàn lạc đà. Chương 236, lúa chín rồi, 2. Đợi đến khi hai người đến gần mới phát hiện, thì ra đoàn lạc đà này là một đoàn buôn gần đó. Người của đoàn buôn này vốn dĩ sống ở phía Nam, nhưng hiện giờ phía Nam hạn hán chẳng khác gì phía Bắc, bọn họ bèn mang cả nhà theo chuẩn bị đến Khương Quốc. Đến Khương Quốc cần đi ngang qua Mạc Bắc, vì thế bọn họ mới vô tình gặp Hoàng đế với Vạn Thừa Tướng. Hoàng đế vội nói với bọn họ, các ngươi có nước không, mau cho bọn ta một ít nước. Từ lão gia của đoàn buôn dùng ánh mắt đánh giá bọn họ, sau đó lấy ra một túi nước nhỏ thảy cho bọn họ, các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Hoàng đế liền nói, trẫm là hoàng thượng. Từ lão gia cười lạnh một tiếng, cái gì mà hoàng thượng với không hoàng thượng, ta thấy các người chính là dân tị nạn, uống nước rồi thì tránh ra. Ông ta nói xong thì dẫn theo đoàn lạc đà tiếp tục tiến về phía trước. Vạn Thừa Tướng chặn bọn họ lại, vị lão gia này, có thể nào cùng dẫn bọn ta đi chung không? Từ lão gia thấy thái độ ông ta tốt hơn nhiều, ngữ khí cũng dịu xuống, nói muốn đi chung với bọn ta cũng được. Nhưng bọn ta không nuôi kẻ nhàn rỗi, muốn có thức ăn, muốn có nước, thì làm nô lệ cho bọn ta. Làm nô lệ? Hoàng đế kinh ngạc thốt lên. Ông ta đường đường là quân chủ một nước, bây giờ phải làm nô lệ cho người khác, không được. Từ lão gia cười lạnh một tiếng, không đồng ý vậy tránh ra, bọn ta còn vội lên đường. Vạn Thừa Tướng nghe xong, cũng không quản được nhiều nữa, chạy lên vài bước ngăn bọn họ lại. Lão gia, bọn ta đồng ý với người, làm nô lệ. Hoàng đế nghe vậy, trên mặt đầy vẻ không vui, không được, tuyệt đối không được. Vạn Thừa Tướng vội chạy đến cạnh ông ta nói nhỏ, Hoàng thượng, có duỗi, chúng ta trước tiên phải sống đã, đợi ngày sau sẽ đi tìm Tam Điện Hạ bọn họ tiếp. Hoàng đế vẫn không đồng ý như cũ. Vạn Thừa Tướng nghiêm mặt nói, người có còn muốn báo thủ không? Con ngươi của Hoàng đế hướng lên, muốn, tất nhiên là muốn. Vạn Thừa Tướng thì thầm, vậy người hãy nghe theo thần. Hoàng đế nghe xong thì rơi vào trầm tư. Từ lão gia hối thúc bọn họ, đã nghĩ xong chưa? Chưa nghĩ xong thì mau tránh ra, nếu không trời tối rồi thì không dễ lên đường. Hoàng đế cắn răng, hai tay nắm chặt nắm đấm, không còn cách nào khác đành đồng ý nói, được, trẫm. Ta làm nô lệ cho các ngươi. Từ lão gia vừa hay cũng đang thiếu nhân công, để người hầu đi cùng ném cho Hoàng đế và Vạn Thừa Tướng hai bao tải lớn bằng dây gai. Sau đó để bọn họ khiêng bao tải cùng theo sau lên đường. Để tránh bọn họ đang vậy mà đói chết, trước khi lên đường cho bọn họ mỗi người ăn một miếng bánh. Bánh là làm từ lúa mì thô sơ, vừa khô vừa cứng. Nhưng Hoàng đế với Vạn Thừa Tướng đói quá rồi, ăn mà thấy thơm lừng. Từ lão gia thấy bọn họ cũng phiên phiến rồi, bèn bắt đầu gọi tất cả mọi người tiếp tục lên đường. Nơi cách chỗ này của bọn họ chỉ có 10 dặm, chính là thành Tử An. Trong thành, Trừ Trần Âm dẫn theo toàn bộ người trong thành cùng nhau đi gặt lúa. Mọi người cũng đã rất lâu không nhìn thấy nhiều lúa vàng óng ánh như vậy, ai ai cũng không dám tin trước mắt mình, dùng tay nhẹ nhàng sờ nắn. Không ngờ rằng, kiếp này của chúng ta vẫn còn có thể trông thấy lúa. Hai người thôn dân ôm chầm lấy nhau, òa khóc. Trừ Trần Âm nhìn mọi người nói, chúng ta mau gặt hết lúa này, tuy rằng không nhiều, chắc cũng đủ để chúng ta ăn một thời gian. Trong không gian của nàng không thiếu lúa gạo, nhưng nếu lấy nhiều quá, dễ dẫn đến hoài nghi. Bây giờ lúa đã chín rồi, vừa vặn nàng có thể nhân cơ hội này lấy một ít lương thực ra đây. Liễu đại gia là người làm ruộng lão luyện, đối với việc thu hoạch này 10 phần thông thạo. Phó Hưng Thành và Phó Giang Hoàng dẫn thôn dân cùng nhau cắt hái, Liễu đại gia và Phó Yến Đình, Phó Tướng Quân Tào chịu trách nhiệm phơi lúa đập thóc. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, thì ra tẩu tẩu là tiên nữ. Phó hầu gia dẫn theo vài binh sĩ chịu trách nhiệm giữ thành. Vài đứa trẻ đi theo Lâm đại nhân cùng nhau giúp chuyển rời lúa, phó phu nhân cùng các nữ quyến khác giúp nấu cơm cho mọi người, bận rộn lên cũng mất nửa tháng. Đợi sau khi đập thóc xong, Trừ Trần Âm len lét lấy trong không gian ra 3-4 bao gạo trộn lẫn vào nhau, như vậy tạm thời người khác cũng sẽ không phát hiện được. Thóc được đập xong, phó hầu gia chịu trách nhiệm phân phát gạo cho thôn dân, mỗi hộ một túi, như vậy bọn họ cũng không cần dựa vào thức ăn của phó gia nữa, đều có thể tự nhóm bếp nấu cơm.
Rất nhanh, tiểu thành vốn dĩ sơ xác, dần dần đều đã bồng bềnh khói bếp. Sau khi phân phát gạo xong, Trừ Trần Âm cũng mệt lả rồi, lấy ra hai cái kem từ siêu thị trong không gian rồi ăn. Nàng vừa mới ăn một miếng, Phó Giang Hoàng đi đến, tẩu tẩu, tẩu đang ăn gì vậy? Trừ Trần Âm cũng không trốn tránh giấu giếm nữa, đưa cho nàng ấy nói, muội có muốn nếm thử không? Phó Giang Hoàng ngồi xuống, nhận lấy trong tay, dè dặt thử một miếng, lạnh quá à? Trừ Trần Âm cười nói, đúng là rất lạnh, muội thử thêm đi. Phó Giang Hoàng thử tiếp một miếng, miếng này thật không ngờ, ngon đến mức nàng ấy không dừng lại được. Nàng ấy vừa ăn vừa nói, tẩu tẩu, sao lần nào tẩu cũng lấy ra nhiều thứ cổ quái hiếm có như vậy nhỉ? Trừ Trần Âm ngừng lại một chút, không trả lời. Phó Giang Hoàng cười nói, tẩu tẩu, tẩu đừng giấu bọn ta nữa, đại ca cũng nói với ta rồi. Nói gì? Trừ Trần Âm hỏi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn sẽ không nói chuyện mình xuyên không ra chứ hả? Phó Giang Hoàng cười nói, đại ca nói tẩu là tiên nữ chuyển thế, cho nên mang đến may mắn cho bọn ta mới có nước, mới có lương thực. Nếu không tại sao đâu đâu cũng gặp nạn, ngay cả phía nam có nguồn nước dồi dào cũng bị hạn hán, vậy mà ở Đại Mạc của bọn ta lại có nước. Còn lúa kia nữa, rõ ràng phải đến hơn nửa năm mới chín được, đây chỉ vừa 2-3 tháng đã chín rồi, vì vậy tẩu nhất định là tiên nữ mà đại ca nói. Trừ Trần Âm cười phụt một tiếng, dù sao cũng cần phải giải thích, chi bằng cứ dùng lý do của Phó Yến Đình nói vậy, nàng cười đáp, đúng rồi. Ta đích thực là tiên nữ, nhưng mà, ta là tiên nữ bị đọa đày, không có pháp lực gì, chỉ có túi càn khôn có thể lấy ra mấy thứ đồ đạc đủ loại đủ kiểu. Túi càn khôn, Phó Giang Hoàng chớp mắt với tràn đầy hứng thú. Trừ Trần Âm ngưng thần nhắm mắt lại, dựa vào ý niệm lấy ra một con gà quay từ trong không gian. Theo góc nhìn của Phó Giang Hoàng chính là đột nhiên biến ra một con gà quay. A, à, tẩu tẩu, tẩu thật đúng là tiên nữ rồi. Phó Giang Hoàng kinh ngạc không thôi, nhìn con gà quay kia mà mắt chữ A mồm chữ O. Trừ Trần Âm vội kéo nàng ấy lại nói nhỏ. Xịt, đừng nói ra bên ngoài đó, thân phận của ta không thể để quá nhiều người biết được, nếu không ta sẽ bị bắt đi. Phó Giang Hoàng cũng đã xem qua không ít tập sách nói về tiên nữ, cái gì mà thiên binh thiên tướng. Đối với lời của Trừ Trần Âm nàng ấy tin đến sái cổ, gật đầu liên tiếp, tẩu tẩu, ta biết rồi. Trừ Trần Âm đem gà quay đưa cho nàng ấy, mau ăn đi, muội muốn uống gì không? Phó Giang Hoàng nhận lấy gà quay, cười đáp, tẩu tẩu, ta chỉ uống nước được rồi. Trừ Trần Âm lại ngưng thần, lấy ra một chai trà sữa Assam từ trong không gian, đưa cho nàng ấy, không có loại vừa pha chế, muội uống đỡ vậy. Phó Giang Hoàng nhận trà sữa, vặn rất lâu cũng vặn không ra. Để ta giúp muội mở. Trừ Trần Âm vươn tay chuẩn bị mở nắp chai giúp nàng ấy. Nào ngờ, Phó Giang Hoàng trực tiếp lấy con dao găm từ bên hông ra, động tác nhanh nhẹn, gọt cái nắp chai kia. Nắp chai bị cắt ra, trà sữa bên trong chảy ra ngoài. Tẩu tẩu, không cần đâu. Phó Giang Hoàng cười vui vẻ mà uống. Chương 238, Hoàng đế thành ăn mày. Nuốt xuống một ngụm, Phó Giang Hoàng ngây ngốc, mặt mày cong thành hình bán nguyệt rất nhanh, cười hì hì nói, tẩu tẩu, thứ này uống rất ngon. Trừ Trần Âm thấy vậy lại lấy thêm hai chai từ trong không gian đưa cho nàng ấy, ở đây vẫn còn. Đa tạ tẩu tẩu, Phó Giang Hoàng hân hoan nhận lấy về tay, uống hết toàn bộ trong chai vừa mở lúc nãy bằng một hơi. Sau khi hai người ăn xong gà quay uống hết trà sữa, Trừ Trần Âm lại lấy thêm hai con gà quay từ trong không gian, mấy thứ này đã được trữ trong không gian giữ tươi trước đây. Do có thêm một người yểm hộ, nàng lấy đồ cũng thoải mái hơn hẳn. Nương của Thanh Nhi trông thấy Phó Giang Hoàng cầm hai con gà quay đến, vội hỏi, Tam tiểu thư, hai con gà quay này ở đâu có vậy? Phó Giang Hoàng cười nói, thầm thầm, lúc nãy ta và tẩu tẩu trên đường từ Dụng về bắt gặp hai con gà rừng rụng lông, sau đó cùng nhau nhổ lông dùng củi quay luôn. Nương của Thanh Nhi nghe mà ngơ ngác, kiến thức bà ấy hạn hẹp, trong nhất thời đã thật sự bị lừa. Người cùng đại thiếu phu nhân may mắn thật đấy, trong cái thành hoang tàn này cũng có thể nhặt được gà rừng. Phó Giang Hoàng đem gà quay đặt lên thớt, đúng vậy, đúng là rất may mắn. Nương của Thanh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa rồi cùng Trừ Trần Âm chặt gà quay, sau đó đem chia cho mọi người. Bữa cơm lúc chạng vạng, Phó Giang Hoàng đã ăn no rồi, nàng ấy nhìn gà quay trên bàn mà chậm gì gì không động đến. Phó Hưng Thành vừa ăn vừa hỏi nàng ấy, Tam muội, sao muội không ăn? Phó Giang Hoàng uống nhiều trà sữa rồi,
nhìn thức ăn đầy bàn thực sự ăn không nổi nữa, nhưng lại không muốn để người khác biết bí mật của tẩu tẩu mình, bèn cắn răng lấy một miếng gà quay. Nàng ấy cầm trong tay, sau khi chần chừ hồi lâu, mới đem thịt gà quay đưa cho phó phu nhân bên cạnh. Mẫu thân, con không thích ăn cái này, người ăn đi. Phó phu nhân ngơ ngác, đức hạnh của nữ nhi mình bà ấy còn không biết nữa sao, nàng ấy với Hưng Thành là ăn được nhất, ngày thường thích nhất là ăn gà vịt cá thịt. Sao bây giờ lại không ăn rồi? Phó phu nhân nhìn chăm chăm gà quay trong bát mà mặt đầy nghi hoặc. Vì để tránh nảy sinh hoài nghi, Phó Giang Hoàng lấy cánh gà quay lên, mẫu thân, con thích ăn cái này. Phó phu nhân nhìn chăm chăm cánh gà, đột nhiên có chút kích động, Hoàng Nhi à, cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi. Trước đây Phó Giang Hoàng hình thành tính cách của nam tử, thịt kia phải ăn miếng lớn, hôm nay đột nhiên lại chọn cánh gà nhỏ, lúc ăn lại chậm chậm mà ăn, xem ra là hiểu chuyện rồi. Cuối cùng cũng có dáng dấp của nữ hài tử. Phó phu nhân vui vẻ đến mức ăn cả ba bát cơm liền. Phó hầu gia thấy phu nhân mình ăn nhiều như vậy, trong lòng cũng vui mừng, đem tất cả thịt gà trong bát đều cho bà ấy. Cả gia đình cũng trở nên vui vẻ đàm thắm hơn những ngày trước kia. Mấy người Lưu Thúc và Lai Phúc, còn có Liễu Đại Gia và Dư Đại Gia mở một bàn khác ở phòng bên cạnh. Hai con gà quay mỗi bàn một con, lại thiếu đi sự tôn ti trước kia. Phó hầu gia không để tâm những thứ này, còn bảo Phó Hưng Thành đem món ăn đến cho bọn họ. Nếu không phải do bàn trong nhà bọn họ quá nhỏ, không chừng ông ấy còn lôi mọi người lại ngồi cùng một bàn. Phó phu nhân sợ mấy người Lưu Thúc không thoải mái, bèn mở thành hai bàn, thức ăn đều như nhau, bọn họ ăn cái gì, mấy người Lưu Thúc ăn cái đấy. Lưu Thúc và Lai Phúc cảm kích không thôi. Trong giấc mơ hai người đã vô số lần cảm kích may mà cùng hầu ra đến Mạc Bắc, nếu như đi cùng với những người khác trong phủ, bây giờ cũng không biết đang phải xin ăn ở nơi nào. Nói đến ăn xin, trong thôn nhỏ cách bên ngoài thành Tử An hơn 10 dặm. Hoàng đế với vạn thừa tướng bị đoàn buôn đi ngang qua kia vứt bỏ ở đây. Các bạn đang nghe chuyện thiên tai. Ta tích chữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, dáng dấp anh chàng này khá đẹp trai, 1. Vốn dĩ muốn để hai người bọn họ lại làm nô lệ, kết quả là hai vị này không biết làm cái gì, ngay cả cưỡi lạc đà cũng cưỡi không vững, để lại bên mình cũng lãng phí nước với lương thực. Đoàn buôn kia thấy trong thôn này còn có người sống, lập tức vứt bọn họ xuống sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Vứt hai người bọn họ ở nơi có người sống, cũng xem như là giữ lại cho bọn họ một mạng. Thôn nhỏ này vốn dĩ là do hạn hán nên người trong đấy đi đã sớm đi, người chạy đã sớm chạy. Chỉ là do đầu nguồn trong thành Tử An đã có nước, cũng tạo phúc cho mấy thôn lân cận này. Tuy rằng nước chảy đến đây không nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ sống sót. Dân tị nạn đi ngang qua đây bèn lựa chọn ở lại, khai khẩn cày cấy lại nơi này. Cộng thêm bọn họ có chút lương thực dự trữ, ngày thường cũng có thể ăn một miếng cơm một ngụm cháo. Vạn thừa tướng với hoàng đế đói không chịu nổi, dìu đỡ nhau đến trước một hộ nhân gia xin một chút thức ăn. Bản thân dân làng thậm chí còn không thể lấp đầy được dạ dày của mình, nên làm gì có đồ ăn cho họ ăn chứ. Hoàng đế đã mấy chục năm cẩm y ngọc thực, bây giờ chỉ có thể quỳ dưới đất xin một miếng ăn. Dân làng cũng tốt bụng nên cho mỗi người một bát cháo. Ăn nhanh rồi rời khỏi đây đi, ở đây không còn đồ ăn dư thừa đâu. Hoàng đế và vạn thừa tướng nghe vậy, trong lòng cảm thấy giận dữ, nếu là ngày xưa, bọn họ sớm đã tru di cửu tộc mấy người này rồi. Tuy nhiên, dù có tức giận đến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể ăn cháo loãng do người khác bố thí cho. Sau khi ăn xong, vạn thừa tướng an ủi hoàng đế, nói, hoàng thượng đừng nóng, tam điện hạ và tứ điện hạ hiện tại đã đi về phía nam, bọn họ nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Hoàng đế chỉ có thể dựa vào những lời này để chống đỡ tiếp tục sống tiếp. Khi họ đang định đến nhà người khác để xin nước thì nghe thấy vài người dân làng gần đó đang trò chuyện. Mấy người có nghe nói là nguồn nước ở nơi này của chúng ta đều do phó hầu gia đào ra được không? Đúng vậy, ta có nghe nói, ta nghe những người tị nạn đi ngang qua nói rằng chính phó hầu gia đã đào mạch suối ở thành Tử An. Nước suối dọc theo mấy con sông gần đó chảy xuống, cho nên chỗ này của chúng ta mới có nước. Phó hầu gia thực sự là một vị thần giáng thế. Nếu không có ông ấy, chắc là tất cả chúng ta đã chết khát, chết đói từ lâu rồi. Đúng vậy, cái gì mà tội danh thông đồng với địch phản quốc chứ, nhìn một phát là biết giả rồi.
Nếu Phó Gia thực sự cấu kết với địch phản quốc thì tại sao họ không đến nước Sở mà ở lại đây để bị chết đói với chúng ta chứ? Đúng vậy, nhất định là Hoàng đế đã vu hãm gia tộc bọn họ. Mấy người này nghe không ít lời bàn tán, hiện tại trong lòng tràn đầy vẻ chính nghĩa cùng căm phẫn. Nếu như lúc này biết hai người đi xin ăn, này là Hoàng đế cùng thừa tướng, phỏng chừng đã sớm mỗi người đi lên phun một bãi nước miếng. Hoàng đế nghe xong giận đến phát run. Sắc mặt của vạn thừa tướng cũng biến thành tái mét. Hai người bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Hiện tại hai người một ngựa đi đến Phó Hầu Gia không phải là tìm đường chết hay sao? Bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ở yên chỗ này làm ăn xin. Chờ đợi hai đứa con trai bảo bối của ông ta đến cứu bọn họ. Nhưng mà, bọn họ lại không biết rằng hai đứa con trai bảo bối của mình đã sớm quên bọn họ không còn một mảnh. Hai huynh đệ xích mích với nhau, mỗi người đều mang theo hộ vệ và binh mã của mình, chỉ chờ đợi tương lai ai sẽ lên ngôi hoàng đế. Ý định đoạt lấy ngôi vị hoàng đế đã khắc sâu vào xương tủy của người hoàng thất, cho dù hiện tại đại nạn ập lên đầu, bọn họ cũng sẽ không quên chuyện này. Chương 240, dáng dấp anh chàng này khá đẹp trai. 2. Phó Hầu Gia ở thành Từ An không có tham vọng lớn như vậy, hàng ngày ông ấy theo con dâu đi làm ruộng và trồng rau. Cây bông được Chử Trần Âm trồng đã gần như có thể thu hoạch được rồi. Ngoài ra, củ cải và bắp cải được trồng cũng đã mọc ra lá xanh. Mỗi ngày vào ban đêm nàng sẽ bí mật dùng nước linh tuyền tưới chúng. Bây giờ gió cát ở Mạc Bắc vẫn còn, Chử Trần Âm và Phó Yến Đình cầm bản đồ suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng quyết định dọc theo bốn phía thành trồng ba hàng cây. Dùng cây để chắn gió và cát. Cũng may trước đó Chử Trần Âm đã tích trữ rất nhiều cây giống. Nàng trồng cây non trong không gian linh tuyền, hiện tại cây đã lớn, một số cây ăn quả đã kết đầy trái. Trong đó có cây mơ mà nàng yêu thích nhất, nàng hái một ít mơ, từ thùng và lọ rượu trong siêu thị không gian làm ra 4 thùng lớn rượu mơ rồi đặt trong phòng của nàng và Phó Yến Đình. Sau đó nàng lại di chuyển thêm một số cây và trồng chúng bên cạnh bức tường thành. Bởi vì không biết chúng có sống sót hay không nên nàng chỉ trồng 3-4 cây, sau 2-3 ngày, nàng thấy chúng đều còn sống nên mới trồng trên một diện tích lớn. Từ khi Phó Giang Hoàng biết được bí mật nhỏ của tẩu mình, từ hai người một nhóm biến thành bộ 3 người một nhóm, ban đêm lại có thêm một người trồng cây. Ba người làm việc đến tận khuya mới trở về nhà. Phó Giang Hoàng đang đi tuốt ở phía trước, đang đi, đột nhiên truyền tới một tiếng kêu, đại ca, đại tẩu, nơi này có người. Chử Trần Âm nghe được thanh âm, vội vàng đi tới, nhìn thấy một người đàn ông ngất xỉu nằm trên mặt đất. Người đàn ông mắt nhắm lại, làn da trắng nõn, hoàn toàn khác với những dân tị nạn từng gặp trước đó, trông dáng vẻ rất tuấn tú, giống như một viên ngọc trân châu trắng chói lóa bị bỏ lại trên sa mạc. Phó Giang Hoàng giơ đèn lên, cúi đầu nhìn mặt mũi người đàn ông trên mặt đất, sau đó nhanh chóng nhấc chân đang dẫm lên tay hắn ra, thở dài nói, đại ca, đại tẩu, người này dáng dấp khá đẹp mắt. Chử Trần Âm cười nói, tốt hơn nhiều rồi, đợi thêm hơn một tháng nữa, hắn đại khái có thể xuống đất đi bộ được rồi. Để có thể đi lại được còn cần mất một ít thời gian nữa, nhưng dẫu gì vẫn còn giữ được một chân. Phó Giang Hoàng vui mừng không thôi, nhưng sau khi vui mừng xong, nàng ấy không còn cười nữa mà hỏi, đại tẩu, sao hắn vẫn chưa tỉnh lại? Chử Trần Âm chậm rãi nói, không vội, hắn đói bụng quá lâu, thân thể có chút suy nhược, đợi thêm 2 ngày nữa. Phó Giang Hoàng gật đầu một cái, đa tạ đại tẩu. Chử Trần Âm không ở đây lâu, đặt thuốc uống lên bàn, giao cho Phó Giang Hoàng rồi rời đi. Phó Yến Đình đúng như Chử Trần Âm nói, miệng cứng nhưng mềm lòng, miệng thì nói chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua để xem. Bây giờ có thiên tai, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua một số dân tị nạn. Bọn họ về cơ bản có thể cứu thì sẽ cứu. Chử Trần Âm hiểu ý của hắn, hiện tại bọn họ ở thành Từ An đã ổn định, ngoại trừ cần người ra, còn có câu nói của Phó Hầu Gia kia. Người thì lo cho mình, giàu có thì lo cho thiên hạ. Muốn cứu người thì trước tiên phải nuôi sống bản thân mình trước đã, muốn có thể cứu người thì trước tiên phải có năng lực nuôi sống được thiên hạ. Không được thấy chết mà không cứu, không được uổng phí lòng tốt. Chử Trần Âm cảm thấy rất có đạo lý, vì giúp mọi người có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống, nàng lấy bản đồ thành Từ An ra, cùng Phó Yến Đình vẽ thêm mấy con kênh. Không gian nuôi cá được gia trì thêm, nhiên liệu trong ao nước không những không ngừng phun ra nước mà thỉnh thoảng còn có vài con cá vọt ra. Khi Chử Trần Âm dẫn người tới đây đào kênh, cùng Phó Giang Thành bắt được mấy chục con cá.
hắn ta phân phát một số cá cho dân làng, còn lại thì mang về được khoảng 5-6 con cá. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Thiên Tài. Ta tích trữ kho lương thực toàn thiên hạ cứu cả hầu phủ của tác giả Tần Cửu Nguyệt tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.